Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ sát thủ người Hàn sát hại gia đình đồng hương ở quận 7. Người tự xưng là cán bộ Bộ Công an đã gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai đã khai việc sử dụng thẻ công vụ, đặc biệt là thẻ giả. Người nhập cảnh vào Việt Nam đã tiêm đủ liều vaccine chỉ cách ly 7 ngày. Cơ quan chức năng trong nước sẽ giám sát người cách ly bằng vòng tay thông minh. Thực sự thì với cái trận Futsal playoff lượt đi, với đội nhà, tức là đội Việt Nam, tôi chỉ hài lòng về tỷ số thôi. Chứ thực sự về lối chơi thì cá nhân tôi chưa hài lòng. Có nhiều người họ cứ cho rằng chúng ta hòa không đều là một cái lợi thế, nhưng thực sự đó chỉ là một cái lợi thế về mặt lý thuyết thôi. Hà xin mến chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Nóng hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng trà thanh nhiệt Dr. Thanh. Mở đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Điểm tin với những thông tin đáng chú ý sau đây. Dự kiến hôm nay 25 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử vụ một người Hàn Quốc đột nhập nhà của người đồng hương để cướp tài sản, khiến một người chết, hai người bị thương. Cáo trạng xác định Lee Hyeong Won, người Hàn Quốc, làm việc tại nhà hàng karaoke ở quận 5. Sáng 20 tháng 12 năm 2019, Lee đến khu dân cư Phú Mỹ Hưng, quận 7 phát tờ rơi giới thiệu về nhà hàng, chờ đến tối thì trèo tường vào nhà của một gia đình Hàn Quốc. Bị nữ chủ nhà phát hiện, Lee đâm dao vào cổ khiến bà chết do sốc mất máu. Nghe tiếng kêu, chồng bà thức dậy giằng co với Lee thì bị đâm nhiều nhát, thương tích 25%. Con gái của ông bà đang ngủ phòng bên cạnh nghe tiếng ồn đi ra thì bị đâm vào bụng, thương tích 38%. Lee lấy một số tài sản rồi chạy xe ô tô của chủ nhà, sau đó đốt xe ở một khu dân cư ở thành phố Thủ Đức. Về nhà trọ, Lee tiếp tục trộm tiền của bạn cùng phòng. Ngày 24 tháng 5, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết đã có kết quả điều tra ban đầu đối với Vũ Toàn, 41 tuổi, người tự xưng là cán bộ Bộ Công an, dùng thẻ công vụ đặc biệt dỏm để gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đồng Nai. Bước đầu, Công an cho hay Toàn khai được Cao Quốc Nam, 66 tuổi, ngụ thành phố Vũng Tàu, thuê dẫn vào trạm y tế xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc để gặp một người chị đang bị cách ly theo quy định phòng chống dịch. Theo đó, chiều 23 tháng 5, khi đến trạm y tế xã Xuân Hưng, nhóm của Toàn bị tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ đây từ chối không cho vào. Lúc này, Toàn đã gọi điện cho một người có chức vụ làm công tác an ninh ở Công an huyện Xuân Lộc, rồi tự giới thiệu mình là cán bộ Cục A03 Bộ Công an, xin được vào thăm những người Trung Quốc bị cách ly. Nghi ngờ Toàn giả mạo, cán bộ an ninh Công an huyện Xuân Lộc yêu cầu nhanh chóng xác minh vụ việc. Khi làm việc với công an, Vũ Toàn vẫn tự xưng mình là cán bộ của Cục A03, đồng thời xuất trình thẻ công vụ đặc biệt mang tên Vũ Văn Toàn với chức vụ chuyên viên kinh tế, thực hiện nhiệm vụ của tổ giao để phục vụ công tác chiến lược. Bước đầu, Vũ Toàn đã khai việc sử dụng thẻ công vụ đặc biệt là thẻ giả. Hiện cơ quan điều tra Công an huyện Xuân Lộc vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản quả tốc gửi các huyện, thị xã, thành phố và các sở ban ngành về việc quản lý cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các huyện Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong và thành phố Bắc Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm cách ly xã hội theo phương châm gia đình cách ly với gia đình, thôn, xóm, khu phố cách ly với thôn, xóm, khu phố, xã cách ly với xã, phường cách ly với phường. Mọi người dân được yêu cầu ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu và các trường hợp khẩn cấp khác. Đặc biệt, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, người dân không ra đường sau 20 giờ, trừ các trường hợp thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về, nhưng phải có giấy tờ liên quan như thẻ, giấy xác nhận của cơ quan, doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh khác. Trước đó, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã phát động và yêu cầu toàn thể người dân trong tỉnh thực hiện khai báo y tế. Thời gian thực hiện trong 3 ngày, bắt đầu từ 24 tháng 5 đến hết ngày 26 tháng 5.
Cục Quản lý Môi trường Y tế đang soạn thảo và lấy ý kiến về hướng dẫn quy trình cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, dự thảo quy định người nhập cảnh vào Việt Nam phải cách ly tập trung 7 ngày gồm 2 nhóm đối tượng sau. Những người đã tiêm đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm ngày thứ nhất RT-PCR âm tính, xét nghiệm kháng thể ELISA hoặc miễn dịch dương tính và kết quả xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 6 âm tính. Những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine và có kết quả xét nghiệm ngày thứ nhất RT-PCR âm tính, test kháng thể nhanh và ELISA miễn dịch dương tính và kết quả xét nghiệm RT-PCR vào ngày thứ 6 có kết quả âm tính. Người cách ly 7 ngày được bố trí phòng riêng và thực hiện nhận dạng khuôn mặt hàng ngày trên ứng dụng. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Điểm tin. Quý vị có những thông tin nóng hấp dẫn, hãy gửi về cho chương trình theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Phần tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Nhận định. Kính thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 5, trận Playoff Futsal tranh vé vào World Cup 2021 giữa đội tuyển Việt Nam và Liban diễn ra tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE với tỷ số hòa 0-0. Dù đá ở UAE nhưng trận đấu vừa qua được tính là trận Việt Nam thi đấu trên sân nhà. Ở trận lượt về, Việt Nam sẽ thi đấu với tư cách đội khách. Rất nhiều cổ động viên và người hâm mộ bóng đá mong mỏi Việt Nam sẽ đoạt chiếc vé lần thứ 2 vào World Cup sau lần đầu dự giải Futsal lớn nhất hành tinh vào năm 2016. Đội tuyển Liban có thể xem là đối thủ đáng gờm của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang khi mang sang UAE một đội hình rất mạnh, mặc dù đội tuyển Liban chưa bao giờ có cơ hội góp mặt tại giải Futsal thế giới. Sau trận hòa 0-0 với Liban, nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện xung quanh cơ hội vào World Cup của tuyển Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục Nhận định ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ với nhà báo, chuyên gia bóng đá Nguyễn Nguyên, trưởng ban thể thao báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh. Thưa nhà báo Nguyễn Nguyên, ông có đánh giá như thế nào về cách chơi cũng như là kết quả trận đấu lượt đi giữa Việt Nam và Liban ạ? Thực sự thì với cái trận Futsal playoff lượt đi với đội nhà, tức là đội Việt Nam, tôi chỉ hài lòng về tỷ số thôi. Chứ thực sự về lối chơi thì cá nhân tôi chưa hài lòng. Có nhiều người họ cứ cho rằng chúng ta hòa không đều là một cái lợi thế, nhưng thực sự đó chỉ là một cái lợi thế về mặt lý thuyết thôi. Cái lợi thế của một cái đội bóng mà chúng ta được kỳ vọng nhiều hơn. Tôi có một cái cảm giác là cái trận đấu đó các cầu thủ của chúng ta căng cứng quá. Nhiều người cứ đánh giá rằng chúng ta trên cơ Liban, chúng ta từng đi dự World Cup thì chúng ta sẽ có nhiều ưu thế hơn. Nhưng mà thực sự đó là một cái trận đấu mà xét về cục diện, về tình huống, về thế trận và về cơ hội thì chúng ta thua kém Liban. Và sau 40 phút đó thì chúng ta sẽ còn 40 phút ở lượt về. Và đặc biệt là cái giải này thì đây lại là hai trận đấu trên cùng một sân, nhưng mà lại quy định là Việt Nam trận đầu là đá sân nhà, còn trận sau thì là sân khách, tức là sân của Liban. Giống như là ông vừa chia sẻ thì có nhiều người cho rằng là cái trận lượt về thì Việt Nam sẽ là với tư cách là đội khách thì sẽ chiếm nhiều ưu thế hơn là đội Liban. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến cho rằng là với tỷ số 0-0 như vậy thì vô tình đã tạo cho Việt Nam một cái áp lực nhất định và rất khó để có thể vượt qua Liban. Vậy thì ông có đánh giá như thế nào về khả năng đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ạ? Thực sự thì với trận lượt về tôi lại cho rằng chúng ta chịu nhiều áp lực hơn. Cho dù về lý thuyết là chúng ta được quyền hòa có bàn thắng, tức là hòa 1-1, hòa 2-2, hòa 3-3 thì chúng ta vào. Nhưng mà xét về cái cục diện của lượt đi á, thì cái điều đáng lo là cái việc mà chúng ta cần, tức là bàn thắng thì chúng ta không giải quyết được. Trong khi đó, khi mà chúng ta bị ép sân á, thì có nhiều cơ hội đội bạn tạo được, nhưng mà chúng ta may mắn giữ được bởi vì chúng ta có một thủ môn Hồ Văn Ý quá xuất sắc. Tôi đánh giá cao Hồ Văn Ý. Nhưng mà với một cái cục diện, một cái thế trận của đội bóng được xem là trên cơ, được xem là từng đi dự World Cup á, thì rõ ràng một đội bóng chúng ta không thể trông chờ vào một thủ môn. Và chúng ta phải trông chờ vào nhiều thứ khác, tức là những cái kết nối với bốn cầu thủ ở trên. Thì cái điều đó chúng ta chưa làm được. Nhưng tôi đã nói là chúng ta bị căng cứng. Và cái điều quan trọng là chúng ta phải giải quyết cái việc căng cứng đấy như thế nào. Tức là tâm lý giải quyết ra sao cho 40 phút của lượt về.
Với cái đội hình của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang cũng như là sự theo dõi trận đấu vừa rồi giữa Việt Nam và Liban thì theo ông Việt Nam cần phải khắc phục những nhược điểm nào, đồng thời là tận dụng những cái sơ hở nào của Liban để có thể có tấm vé vào World Cup ạ? Thực sự thì 40 phút của trận lượt đi á, tôi lại đánh giá cao cái đội hình của tổ 3. Ở Futsal có những tổ, tức là Liban thì họ chỉ có 2 tổ, còn chúng ta có 3 tổ. Và cái tổ 3 lại là cái tổ mà đá thanh thoát nhất. Tức là họ đá với một cái, tôi có cảm giác là họ ít bị căng cứng về mặt tâm lý hơn, cho dù cái thời gian ra sân của họ rất là ít. Nhưng mà chính cái tổ 3 đấy lại là cái tổ tạo ra được những cái cơ hội. Ở đây có lẽ là huấn luyện viên Phạm Minh Giang anh ấy chú trọng nhiều vào cái yếu tố là không được để thủng lưới ở trận lượt đi. Do đó cái cách chơi của chúng ta là nó cũng hơi nặng về vấn đề phòng ngự. Nhưng mà rõ ràng chúng ta muốn vào vòng trong, hoặc là chúng ta muốn có hòa mà hòa có bàn thắng, thì chúng ta phải ghi được vào bàn thắng, vào lưới đối phương. Thì cái điều này thì trước hết giải tỏa về mặt tâm lý, và cái thứ hai là cái tính liên kết, và chúng ta tạo ra được những cơ hội, và chúng ta tận dụng được những cơ hội đấy để có được bàn thắng, có được trận thắng, hoặc ít ra là một trận hòa có bàn thắng. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi ạ. Quý vị thân mến, trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Liban sẽ diễn ra vào tối ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam tại UAE. Quý vị có những nhận định hay là lời khuyên gì dành cho đội tuyển Việt Nam, hãy để lại bình luận phía dưới video này hoặc gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email nonghomnay@phapluattp.vn. Chúng tôi sẽ tìm cách để gửi những thông điệp của quý vị đến với đội tuyển Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sống Vui Khỏe. Nóng trong người ta uống ngay đốc cơ thanh nào, cùng chính loại thảo mộc tự nhiên thanh lọc từ mát, truyền đốc cơ thanh thanh nhiệt tươi mát sống hết mình, cùng nhau mang đi khắp mọi nơi tươi mát, thanh lọc cơ thể tươi mát mỗi ngày. Uống cho thanh nhiệt đốc cơ thanh, chúc nhiều tiền. Quý vị thân mến, trong điều trị tăng huyết áp, chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng góp phần tăng hiệu quả điều trị. Và trong chương trình ngày hôm nay, bác sĩ Dương Thị Huỳnh Như, khoa Nội tổng hợp, bệnh viện quận 11 thành phố Hồ Chí Minh sẽ tư vấn cho quý vị các loại thực phẩm mà người bị cao huyết áp nên dùng. Những người cao huyết áp là nên ăn những thực phẩm mà giàu kali, giàu canxi với lại ít natri. Vì những cái thực phẩm mà giàu kali mà ít natri á thì nó sẽ góp phần làm hạ huyết áp, làm ổn định cái thành mạch và tăng cái bài tiết cholesterol trong người mình, nên là nó sẽ giúp kiểm soát huyết áp. Những thực phẩm mà giàu kali như là chuối nè, khoai tây, khoai môn này nọ, còn thực phẩm giàu canxi như là sữa. Quý vị thân mến, chương trình Nóng hôm nay ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh xin phép được khép lại tại đây. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên plo.vn, đồng thời được phát lại trên các kênh YouTube, Facebook của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được tài trợ bởi nhãn hàng Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại! Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về plo@phapluattp.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.